Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, các phong trào hoạt động của phụ nữ Quảng Ninh đã có nhiều đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Trong đó phải kể đến những mô hình về bảo vệ môi trường, giảm thiểu và tái chế rác thải đang ngày càng được nhân rộng từ khắp các địa bàn cơ sở. Môi trường xanh ngày càng lan tỏa thông qua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của từng địa phương. Và hình ảnh về những nhà sạch, vườn đẹp, khu dân cư kiểu mẫu xuất hiện ngày càng nhiều từ nông thôn đến thành thị, giúp cho chất lượng đời sống của người dân Quảng Ninh không ngừng được nâng cao. Thực hiện nghị quyết số 06 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững kinh tế xã hội gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Thời gian qua, cùng với tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, thực hiện nếp sống ăn ở hợp vệ sinh, tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã xây dựng kế hoạch số 73 ngày 24 tháng 10 năm 2022, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của tỉnh ủy về môi trường, phát động các phong trào thi đua, cuộc vận động Phụ nữ Quảng Ninh chung tay bảo vệ môi trường, ngày Chủ nhật xanh, Phụ nữ Quảng Ninh xây dựng gia đình 503 sạch. Ngoài ra, các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động tham mưu cho cấp ủy địa phương, phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức hội, huy động được sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường. Các mô hình về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn được các cấp hội duy trì tổ chức thường xuyên và đạt kết quả tốt. Huyện Tiên Yên là một trong hai huyện đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Góp sức vào thành quả ấy, có sự vào cuộc của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, nhất là trong công tác bảo vệ môi trường. Trong nhiều hoạt động thiết thực, nổi bật phải kể đến mô hình thu gom rác thải tái chế mang tên Ngôi Nhà Xanh, được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiên Yên triển khai từ năm 2022, đang được nhân rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Các điểm thu gom được lắp đặt tại những khu vực tập trung đông người, với thiết kế khoang chứa các loại rác thải nhựa, kim loại có thể tái chế được. Vừa mang ý nghĩa giảm thiểu rác thải sinh hoạt, hạn chế hành vi vứt rác bừa bãi gây mất mỹ quan, vừa tạo thêm kinh phí cho các hoạt động ý nghĩa nhân văn vì cộng đồng. Biến rác thải thành tiền, lấy cái nguồn quỹ nho nhỏ đó để một là giữ lại để chi hội hoạt động và hai là thành lập quỹ để ủng hộ những cái phụ nữ khó khăn và những trẻ em khuyết tật. Để phù hợp với thực tế địa bàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ từng xã lại có phương án riêng để triển khai thực hiện mô hình ngôi nhà xanh một cách linh hoạt, phát huy tối đa hiệu quả, tác động xã hội mà mô hình có thể mang lại. Như tại xã Đông Ngũ, các điểm thu gom được lắp đặt ngay tại các cổng chợ dân sinh, tại nhà văn hóa xã, phối hợp thực hiện tại các trường học. Chúng tôi đặt cái thùng rác ở cái điểm này rất thuận tiện cho những người dân đi chợ. Người ta có thể có những cái chai lọ người ta bỏ vào, rồi những cái chị em bán hàng ở trong chợ khi mà có những cái vỏ chai hay là có những cái đồ phế thải là cho vào trong đây thì nó thuận tiện hơn. Khoảng một tuần thì cái thùng rác này gần đây thì chúng tôi lại gọi chủ thu gom rác thải đến và thu mua cái rác thải này. Ngoài cái việc mà giáo dục các kiến thức học tập ở trên ghế nhà trường cho các học sinh, ở trong trường thì các thầy cô giáo còn chú trọng đến việc mà giáo dục kỹ năng sống cho các học sinh, đặc biệt là cái việc mà phân loại rác thải để cho các em học sinh biết giữ gìn môi trường sạch đẹp, cũng như là nhà cửa, đường làng, ngõ xóm được sạch sẽ. Đối với năm 2024, thì với kỳ vọng của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện là chúng tôi sẽ lắp đặt được tất cả các cái mô hình các ngôi nhà xanh tại các cái điểm mà có các cái hoạt động tập trung đông người, thì cũng mong rằng các cấp các ngành và đặc biệt là các hội đoàn thể khác thì cũng là bằng các cái nhiệm vụ của công tác của mình thì cũng là chung tay cùng với hội phụ nữ trong cái việc bảo vệ môi trường. Việc đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền của các cấp hội trong tỉnh về cách vận động, hướng dẫn triển khai các mô hình câu lạc bộ phụ nữ với bảo vệ môi trường có phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Theo đó, nhiều gương điển hình của tập thể cá nhân tiêu biểu trong tham gia bảo vệ môi trường được biểu dương, được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin báo chí, các kênh truyền thông của hội.
Gần 3 năm nay, việc thu gom, phân loại rác đi gửi và rút tiền đã trở thành thói quen của người dân ở khu 1 phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí. Sắt vụn, bìa giấy, vỏ nhôm, chai nhựa được cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong khu thu gom phân loại, tập hợp lại để gửi vào ngân hàng rác của công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh. Xe Virabank đến tận khu dân cư để thu mua, thuận tiện, lại có hiệu quả kinh tế nên các hộ dân đều rất ủng hộ, hưởng ứng mô hình này. Mỗi tháng, chị em phụ nữ ở đây bán được khoảng 1,5 tấn rác, đổi được khoảng 2 triệu đồng. Chương trình gửi rác rút tiền đang được triển khai rộng rãi tại thành phố Uông Bí, giúp người dân hình thành thói quen phân loại rác ngay trong sinh hoạt gia đình, từ đó có ý thức bảo vệ môi trường tốt hơn. Thì tôi thấy cái mô hình này hay quá, vừa là tạo được phân loại rác tại gia đình, vừa là phát động chị em gửi rác rút tiền. Bởi vì cái phế liệu mà các đồng chí ở xi măng Nam Thạch lên thu đắt hơn bán ở ngoài thị trường. Cái tiền mà chị em thu gom phân liệu loại cứ mỗi tháng tôi thu gom một lần thì coi như là gửi rác rút tiền để chị em chi tiêu, cũng góp được rất nhiều cho chị em trong đời sống gia đình. Mô hình biến rác thải nhựa thành tiền do chi hội phụ nữ khu 5B phường Quang Trung, thành phố Uông Bí triển khai từ nhiều năm nay đã biến những rác thải nhựa bỏ đi thành các sản phẩm hữu ích trong cuộc sống như chổi quét sân, sọt đựng rác văn phòng, giỏ đựng hoa, làn đi chợ. Số tiền trên 100 triệu đồng thu được từ mô hình này trong suốt 3 năm qua được chi hội phụ nữ khu 5B hỗ trợ những hội viên phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan học tập cho chị em. Lúc mới tham gia câu lạc bộ ấy, thì câu lạc bộ chỉ có 12 thành viên thôi. Nhưng mà cái sức lan tỏa rất là lớn, cho nên đến bây giờ câu lạc bộ có tới 23 thành viên cùng tham gia, cùng hoạt động. Các chị em thì cứ thứ năm hàng tuần đến đây để cùng nhặt dây, chẻ dây, rồi thu gom dây, rửa dây để làm thành những, sau đó cắt từng đoạn một để đan thành những làn, những giỏ. Chúng tôi rất là vui tham gia cái câu lạc bộ này vì đây là một câu lạc bộ mang ý nghĩa rất là lớn, vừa giúp đỡ được những người nghèo khó khăn mà lại giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Uông Bí trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì tốt các phong trào, các mô hình của hội hiện có, ví dụ như là phong trào ngày Chủ nhật xanh, các mô hình biến rác thành tiền, đổi rác rút tiền. Thế và chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai để thực hiện cái mô hình biến rác thải bếp, rác thải hữu cơ thành phân bón vi sinh, góp phần để xây dựng thành phố Uông Bí ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Tại thành phố Hạ Long, nhiều mô hình hay để bảo vệ môi trường và tiêu biểu là chị Trần Thị Hương, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long với hợp tác xã sản xuất sản phẩm tái chế và dịch vụ tổng hợp Green Life Hạ Long. Những phế liệu bỏ đi như pano áp phích, vải thừa, lốp xe cũ được chị Hương cùng các nhân viên trong hợp tác xã sáng tạo, làm ra nhiều sản phẩm hữu ích, thân thiện với môi trường như túi sách đi chợ, túi vải đeo đi chơi, ba lô cho học sinh, túi đựng tài liệu. Mỗi tháng chị Hương cùng các chị em trong hợp tác xã thu gom khoảng 1 tấn pano, 5 tạ vải thừa. Với đôi bàn tay khéo léo đã hồi sinh thành những vật dụng giá trị. Trong cái thời gian tới thì là định hướng của chúng tôi là muốn mở rộng cái khu này thành một cái khu du lịch trải nghiệm dành cho các học sinh từ lứa tuổi mầm non đến phổ thông trung học để các con đến đây được trải nghiệm và được tập làm các cái sản phẩm tái chế từ những vật liệu bỏ đi. Thực hiện chủ trương của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hạ Long trong bảo vệ môi trường, từ năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trần Hưng Đạo đã triển khai mô hình nhà của pin với hàng nghìn viên pin được thu gom xử lý. Đây đã trở thành hoạt động thường niên và thói quen được hình thành ở khu dân cư, góp phần vào việc bảo vệ môi trường tại địa phương. Pin thì là một cái nguyên liệu rất là một loại rác thải nguyên liệu rất là khó tiêu hủy, và khi mà với hoạt động mà bảo vệ môi trường thì khi mà chúng ta thu gom những viên pin cũ như vậy thì sẽ làm cho môi trường của chúng ta được bảo vệ tốt hơn. Và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hạ Long đã phối hợp với cả Sở Tài nguyên Môi trường trong việc thu gom này, tiêu hủy và tái chế đúng cách những viên pin cũ như thế này. Đến nay trên địa bàn phường có 11 điểm nhà của pin được đặt tại các nhà văn hóa, các tuyến đường kiểu mẫu, các chung cư và trường học trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo. Trung bình mỗi tuần thu được khoảng 100 viên pin đã qua sử dụng tại các ngôi nhà
và số pin này được quy đổi để lấy cây trồng, hạt giống, nhu yếu phẩm sinh hoạt. Mô hình xử lý rác thải sinh hoạt, rác hữu cơ được Hội Liên hiệp Phụ nữ các địa phương triển khai từ năm 2018. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 10 trên 13 Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện triển khai thực hiện, thu hút 20.476 hộ gia đình tham gia với 9.753 hố ủ, bể ủ. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ là một trong những cơ sở được lựa chọn để thực hiện thí điểm mô hình tái chế rác thải hữu cơ. Các hố ủ rác được xây bằng gạch, có nắp đậy kín và chứa các loại thức ăn thừa, vỏ rau củ để ủ vi sinh, tạo thành phân bón. Cách làm phân loại xử lý rác như thế này thì tôi thấy ở gia đình tôi thấy rất là dễ thôi. Rác rau củ quả thì phân ra một túi, còn chai lon bia các loại cho vào một túi, còn túi bóng thì cũng cho vào một túi, phân ra thành ba loại. Thì tôi cũng tuyên truyền cho các hội viên cũng cùng làm phân loại rác như thế. Những hành động nhỏ đã tạo nên chuyển biến lớn. Việc các hội viên phụ nữ của huyện Ba Chẽ tích cực đẩy mạnh hoạt động, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo dựng nên diện mạo khang trang và văn minh cho địa phương vùng cao này. Thì trong thời gian tới thì thị trấn đối với cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã xác định là phải nhân rộng toàn diện mô hình này để làm sao là rác sẽ được phân loại ngay từ đầu nguồn. Để qua đó để góp cho cái vệ sinh môi trường, cảnh quan thị trấn sáng xanh sạch đẹp và đúng là đô thị văn minh. Tại khu 3 phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, đến nay 80% hộ gia đình đã biết và thường xuyên phân loại chất thải tại nhà. Và việc phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình đã và đang được hội viên phụ nữ ở cơ sở triển khai thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, lan tỏa trong cộng đồng, tác động tích cực đối với đời sống xã hội, giảm thiểu tổng lượng rác thải sinh hoạt ra môi trường, tiết kiệm chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác, giảm ô nhiễm môi trường. Được cán bộ hội phụ nữ phường tập huấn thì gia đình tôi cũng biết cách phân loại rác thải. Như túi bóng, ni lông thì tôi phân loại ra để cho thu gom bỏ đi. Còn những chất rác hữu cơ như vỏ cây này, những thứ hoa quả gốc rau gốc riếc thì tôi mang ủ phân. Như nhựa này, bìa cốt tông hoặc là lon bia lon biếc chúng tôi phân loại ra để chúng tôi bán, tận dụng lại cũng là một tí nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cũng có cái thu nhập cho gia đình. Mà trồng rau thì khi ủ phân ra thì trồng rau rất là xanh tốt, mà nói chung là cũng rất là tin tưởng vào cái mô hình ủ phân này mà chị em ở trong đây cũng đang bắt đầu học tập làm rất nhiều. Để tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, thời gian tới đây, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình hiện có về bảo vệ môi trường do Hội Liên hiệp Phụ nữ chủ trì. Vận động 100% gia đình hội viên phụ nữ tham gia mô hình biến rác thành tiền gắn với phong trào bảo vệ môi trường ở địa phương, cơ quan đơn vị. Phát huy vai trò giới của người phụ nữ, tính liên hiệp của tổ chức hội. Phấn đấu đến hết năm 2025, 100% hộ gia đình hội viên phụ nữ cam kết tự nguyện, tự giác, thường xuyên thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình. Có thể thấy, từ sự vào cuộc với tinh thần đầy trách nhiệm và sáng tạo sôi nổi của các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh, những chuyển biến về nhận thức và hành động vì môi trường ngày càng được đẩy mạnh. Các phong trào thi đua, cuộc vận động của tổ chức hội về tham gia bảo vệ môi trường đã thực sự được lan tỏa, tác động tích cực đến môi trường, cuộc sống xanh. Đây sẽ là một trong những nền tảng quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng quê hương Quảng Ninh trở thành một tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại trong tương lai gần.